sao là mình lên cân? Cứ hô hô cười đi chị ạ. Hôm nay có gì à? Hôm nay Ngọc Thạch, nhưng mà Ngọc Thạch hôm nay cực đẹp, hàng đã xuống lá, rất nhiều thân tơ và hàng rất dài. Có mấn tửn không cười bác? Có mấn tửn, tính khẩn, mấn tửn có hết anh ơi. Đấy là hàng Điện Biên nhưng em không đăng bán rồi. Anh hỏi cái gì trên em cái gì chả có. Di cái gì cũng có. Em được gọi là hàng tạp hóa mà. Các bác cần gì nhưng các bác yên tâm. Trên trên Face người ta bán có rất nhiều giá cả thị trường khác nhau. Có chị còn bảo em sao miến rong có những chỗ người ta bán 150 một cân đấy Cùi ơi. Sao mày bán có 6-5 nghìn. Ở Điện Biên thì có chỉ có hai loại thôi. Một loại miến rong bọc vào trong túi và một loại miến rong không bọc trong túi. Đấy, bác nào mua miến rong mà giá trị giá lên 150 nghìn một cân các bác xem lại nhá. Xem thật sự là xem lại. Đấy, em bán các bác yên tâm hôm nào đến thứ bảy này em về Điện Biên nếu như em có thời gian rỗi. Cái đấy em chả biết đâu anh ơi, anh có lấy thì em đi lấy thôi, gọi là ăn à, em lấy hộ bác tiền xăng thôi chứ. Thế còn em sẽ vào tận nơi cơ sở sản xuất miến rong của Điện Biên, cách Điện Biên khoảng tầm 6 cây. Đấy. Cách Điện Biên khoảng tầm 6 cây thì các bác yên tâm. Em sẽ quay trực tiếp cho các bác xem về nơi sản xuất miến rong của Điện Biên. Không. Bây giờ em ơi, răng lợn rừng bây giờ nó trứng lắm. Gần như không có người chơi lợn rừng, răng nó rồi nên chị dừng rồi, nhanh dừng. Bán lan nhá, đầu tiên nhờ các bác chia sẻ bài giúp em, bây giờ em quay trở lại bán lan rồi. Nhá, nhờ các bác hôm nay có văn gia cho các bác văn gia đi nhá. Cái văn gia nó không được đẹp lắm nhỉ. Xấu lắm, về hẳn con thôi. Hôm nay Ngọc Thạch rất đẹp nhá. Ngọc Thạch rất đẹp. Hạc Vĩ thì nó hơi ít thôi. Hạc Vĩ nó đang xuống lá hết rồi. Các bác ạ, vừa mua xong chiều nay nhá, Hạc Vĩ xuống lá hết rồi. Đấy. Đang xuống lá. Đấy, thắt ngọn hết rồi nhá các bác nhá. Thắt ngọn hết nhá. Hạc Vĩ này, Hạc Vĩ chuẩn vùng Tây Bắc nhá. Đấy. Em cân này, vừa hôm nay em cân cái này không hình như là được ơ. Được 1 cân đấy chứ. Ô, cân 2, 1 cân 3, gần xít xoát 1 cân 3, nhưng mà tính 1 cân 2, 1 cân bao tiền nhỉ? Bán tan tinh. Em mua được của dân thì giá thế nào em cứ bán, không phải hàng nhập. Hàng nhập thì nó khác, còn hàng em mua của dân thì nó khác. Chia sẻ bài cho em đi đã. Bán giá rẻ thì chia sẻ bà. Bao tiền? 8 cân. Vanda có nhưng mà không đẹp lắm. Có lấy thì cho thôi. Thì nó không đẹp nên nó không bán. 180 một cân. 1 cân là 180, 1 cân 2. À 36 nghìn nữa. 28 16. 36. Lấy 201. 201. Lấy bó này 210 nghìn, 1 cân 3 đấy nhá. Hạc Vĩ bao nhiêu chị Duyên? 1 cân 3 đấy chị ơi. 1 cân 3, xít xoát cần 1 cân 3 thôi, tính 1 cân 2. Bó này em bán 210 nghìn. Bác nào lấy thì ghi cho em có bán nhà sàn không em á? Không. Không, nhà sàn. Ở làm gì chị ơi, đừng ở nhà sàn. Người Kinh mình không hợp với nhà sàn đâu. Nhà em làm nhà sàn đây này, bố chồng em ở nhà sàn nhưng không thích đâu. Đai Châu lên em á. Đây Châu ơi, có mỗi một mấy cây thôi. Đúng rồi, đây là Hạc Vĩ Bắc nhá. 201 nhá. Ok chị Nhật Minh nhá. Nghe em mẹ. Anh ơi, tí anh IP cho em nhá. Nhá, hàng chuẩn bị biên nhá. Ok chị nhá. Mai em gửi cho chị Nhật Minh. Chị Nhật Minh. IP cho em mới nhớ. Không em chả trả lời tin nhắn đâu. 210k Hạc Vĩ. Ok bác nhá. Ngọc Thạch thì cực đẹp luôn. Các bác ơi, Ngọc Thạch hàng cực dài. Ngọc Thạch này phải rơi khoảng tầm 60cm. Chị Nhung Lã ơi, Ngọc Thạch đẹp lắm. Ngọc Thạch xuống lá bán 100 nghìn một cân. Cái này, bó này, bác nào lấy ghi cho em nhá. Ngọc Thạch nhá các bác nhá. Châu rừng hả, lên chị xem. Chị ơi, châu rừng đấy. Có mỗi từng đấy thôi. Châu rừng đấy. Châu này về là các bác thoải mái ra hoa, Ngọc Thạch đẹp lắm. Giờ em bán nốt nhá. Ừ, vì không có lan mà. Vì trên này dân nó đi gặt, bây giờ bắt đầu mới lấy lan. Ngọc Thạch đẹp chưa? Tắt hết ngọn rồi. Xuống cái lá thân tơ rất nhiều nhá. Cứ trắng trắng thì là thân tơ nhá. 100 nghìn một cân nhá. Có mật ong không chị ạ?
đang phải dùng mật ong đấy. Mật ong đang nhiều phấn quá nên là không chưa bắt được. Không 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 nhận mật ong nữa đâu. Không nhận mật ong nữa. Không, không nhận mật ong nữa đâu em ơi. Nhiều khách đặt nhận mật ong quá rồi. Đây nè. Thế à, không nhìn thế à, không tìm thế á. Hôm nào á, xỉ mật ong á, bây giờ hôm nay 20 lít mật ong rồi, không nhận nữa rồi. Dừng thôi, không em không nhận mật ong nữa. Khi nào em có em mới báo. Bây giờ các bác đặt 20 lít lan đai châu. Lan đai châu không đặt nữa, không nhận nữa. Nó quá tải rồi vì lý do là không mật ong dùng không thể nhiều như thế được nên em không nhận đơn nữa đâu. Này, ngọc thạch đẹp chưa? Ngọc thạch đẹp chưa? Dài miên man chưa? Ngọc thạch ba màu phải anh chị, đúng rồi. Đẹp miên man luôn. Thắt ngọn hết rồi. Bó này đẹp chưa? 100.000 một cân, đẹp lắm. Nè. Cái này ngọc thạch à. Đẹp lắm, nhìn chung là đơn này hết mật rồi à? Ừ, hết mật rồi, không nhận đơn nữa đâu em ơi, phải đợi đơn sau nhá. Đơn sau là khi nào mình đăng lên ấy. Đơn nào mình đăng nhá. À, mật ong đầu mùa thì bán đắt, còn mật ong rơi vào tháng 11 này. Cái nào là đầu mùa thì bảo đầu mùa, cái nào không phải. Ngọc thạch ok bác Anh Mai nhá, mình hơi cân này. Cho bác Anh Mai 2kg ngọc thạch. Đẹp cực kỳ luôn, miên man luôn. Khi nào đăng lên mà là bảo là mật ong đầu mùa thì bán. Thế còn không phải mật ong đầu mùa thì chỉ bán có 250 thôi. 250 thôi. Ok bác Anh Mai nhá. Của bác 2 cân nhá. Hạc Vĩ của bác lấy rồi. Đẹp cực kỳ luôn anh ơi. Chị ơi, ta mỏ sắt có ít lắm. Có ít lắm chị ạ. Này, đẹp chưa? Nhiều bác đặt quá rồi, không trả được kịp hết đơn rồi. Vừa nãy vắt mật ong nhưng mà chắc có lẽ là chỉ được khoảng tầm 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. 4 lít phải dừng lại vì lý do là nó đang bị dính phấn. Nó đang bị dính phấn nên không vắt được nữa. Đây không, em không nói dối đâu. Nói thật các bác. Mình ơi, được chưa? 2 cân được chưa? Đây 2 cân 2 à? À đó. 2 cân thôi. Có ta mà không có. Không có ạ. Ok bác Anh Mai nhá. Cực đẹp luôn đấy, nhận cái đơn ngọc thạch này. Bác nào lấy ngọc thạch tiếp nhá, bảo em nhá. Bác Anh Mai. 2kg ngọc thạch. Em có ít thôi, em không có nhiều như kiểu bán tràn lan đâu, ngọc thạch. Ok bác nhá. Em không nói dối các bác đâu, vừa hôm nãy livestream lần 1 là em giới thiệu em đang vắt mật ong. Đấy, nhưng đến livestream lần 2 là em dừng rồi đây này. Không, cái này cũng được không? Em đang vắt này. Thôi đã. Cái này em không vắt nữa vì lý do nó đang bị dính phấn rất nhiều. Đây này để rất là lâu nhé. Đây là có bụi nhé. Cái này là để góc đấy. Nhưng mà nó đang rất là bụi nên nó không bán nữa. Nói thật đấy. Chứ không thì lại bảo nói dối các bác. Bán cái gì nó phải bán đúng thì. Ok nhá. Tim Nam ơi, 1kg ngọc thạch đơn này. Kìa bố Quỳnh. Tim Nam. Đợi em tí, 1,5kg ngọc thạch. Nguyễn Nhật ơi, cho mình số điện thoại địa chỉ nha. Nhật Nguyễn. Cái đấy được rồi. Nhật Nguyễn 1kg ngọc thạch. À cô ơi, cô ơi, tam bảo sắc hiếm lắm cô ơi. Giờ cháu không nhận tam bảo sắc đâu cô ơi. Không có tam bảo sắc cô ạ. Nó thật với cô đấy, tam bảo sắc rồi. Bây giờ dân bắt đầu nó mới lấy lại thôi. 552 0 81. Ok nhé, để em chuẩn bị về đánh lưới cho em bé. Lan gì vậy? Chị ơi, đây là lan ngọc thạch. Nhưng mà ngọc thạch đẹp lắm. Lấy 1,5 cân cho Đinh Nam này. Toàn hàng dài thôi. Ngọc thạch này toàn hàng dài hết. Hôm nay nó lấy được lô này đẹp quá nhờ. Đây, dài miên man. Có địa chỉ của em rồi. Ừ, hôm nọ có rồi, 1,5 cân. Có rồi, còn bác nào lấy nữa không? Xem mặt hoa. Ừ, em lấy văn gia. Chị có ý ngọc không? Có ý ngọc. Có. Nhưng mà ý ngọc thì không dài như ngọc thạch đâu. 1,5 cân của Đinh Nam.
Được rồi Minh Ngọc, bê đi. Thế nhá, thế hôm nào có gửi cùng Yến nha. Cô ơi, không biết hôm nào có nữa. Không biết nữa, không hứa được cô ạ. Dân nói mãi, Quỳnh nhổ răng nanh bán cho gái xuôi đi. Dạ, yeah, đồ đẻo. Quỳnh nhổ răng nanh, có mà đồ đẻo. Một cân cho Nhật Nguyễn, có u lồi. Không Hà, chị ơi, u lồi à? U lồi em có một cân khách lấy rồi. Ý Ngọc bao nhiêu, Ý Ngọc 130 nhá. À, bán em hàng chưa vắt cũng được. Thôi thôi, thấy chắc. Ôi trời ơi, chưa vắt ra không có đâu, em ơi. Chị ơi, măng à? Măng nứa thì không còn đâu chị ơi. Em mặc rồi. Em đi tham khảo thị trường, khắp thị trường của tỉnh Điện Biên. Ôi, đừng có động và nào. Thị trường của Điện Biên không có nơi nào măng nứa ngon bằng nơi măng nứa trên em. Em nói thật, măng nứa những chỗ khác nó rất là mỏng. Nó chỉ bằng này, nó bằng nửa này nhưng cực mỏng, nhưng măng trên em cực dày. Đấy. Nhưng mà em lại không ôm măng. Lý do là em không có tiền. Em không có tiền đấy. Đây nhá, của bạn Nguyễn Nhật nhá, 1 cân nhá. Đấy. Rồi, bê đi. Có trầm không á? Anh ơi, trầm à? Trầm bây giờ trầm nào thì cực hiếm. Chủ yếu là trầm Myanmar. Vậy bác có thích chơi trầm Myanmar không? À, chơi trầm Myanmar thì biết đấy. Cho chị 1 cân ok chị nhá. Còn những cái hàng mà hôm nay như hàng hôm nay em đăng lên ý. À thì chưa được, anh Nhật Minh. À, anh Nhật Minh là con trai. Tưởng Minh là con gái. Không, u lồi có khách lấy rồi thì em không để được. U lồi thì em điên. Ok chị Lan, chưa Tết mà đã hết măng. Chị ơi hết măng rồi đấy. Măng trên em nói thật. Ông nọ em đăng lên Facebook, các bác cứ bảo em là làm khâu quảng cáo ác quá. Nhưng mà không phải. Em nói chuẩn luôn đấy. Thì hiện tại bây giờ em chỉ có măng bầu thôi chị ạ. Măng bầu là măng tre đấy. Măng bầu là măng tre. Này chị Lan Vi Hoàng. Cái kia không ghi vào. Cái kia không ghi vào. Không, nhìn đây tí là biết rồi mà. Ai 1 cân, ai 1 cân, em gửi cho chị Nô trước. Chứ ơi, chị Lan Vi Hoàng ơi. Cái này đủ chưa? Hiện tại là em văn da. Chị đặt 2 cân của em ấy. Thì nó văn da nó không được đẹp lắm. Thế nên là em không gửi cho chị đâu. Chị có lấy thì em cho thôi. Đấy của chị này, Lan Vi Hoàng 1 cân. Đấy, có chúc Phật Bà không á? Chúc Phật Bà á? Không. Không. Thế nên là em chưa gửi đâu, mai chị lấy thì em gửi cho chị một cân ngọc thạch với một lít mật ong. Thế còn van da thì chị lấy thì em cho. Đấy. Nhưng mà van da xấu cấy lá nhiều lắm. Vì nó hơi xấu, vì dân van da thì cây nó to nên dân nó lại cho vào bao. Anh Tuấn Hương Nghiên nhè, không phải đâu đồ đẹp. Anh Tuấn Hương Nghiên à? Anh ơi, anh có phải nickname được rồi đã hay là cái gì nhỉ? Anh lấy của em na rừng đúng không? Có phải anh không? Phải anh không? Nếu phải anh ok cho em nào để em còn biết mà trả đơn của anh cái na rừng. Phải anh không? Cái anh nào mà lấy na rừng của mình nhỉ? Văn da của các anh thì đẹp. Không, hôm nay thì chưa có chồng. Còn ai lấy ngọc thạch nữa thì bảo em. Em đã, hiện tại giờ còn kim điệp. Kim điệp xuân. Đây. Kim điệp xuân. Đấy, một bó này bao tiền? Một bó này là 1 cân mốt. Có Phật Ngọc không Cùi chị Thúy ơi? Phật Ngọc thì đến thứ 7 thì có. Thứ 7 nha chị ơi. Phật Ngọc ấy, Phật Ngọc thứ 7, trầm vàng thứ 7. Anh Minh Tuấn Lê. Phải không nhỉ? Phải anh không nhỉ? Phải anh không? Minh Tuấn Lê. Anh ơi, có phải anh lấy na rừng của em không? Anh gì ở Nam Định chứ? Anh nào mà lấy na rừng của em mà chuyển về đến nơi mà em này bị nó hỏng ấy nhở? Không phải nó hỏng mà nó bị hơi thối nhở? Em bảo em đền cho anh Nam mà em không biết là anh nào. Giờ em không nhớ nữa, có phải anh không? Bó này 101 nha các anh nhá. Bó này 101 kim điệp nhá. Em còn mấy bó kim điệp? Một bó kim điệp. Hai bó kim điệp. Đấy. Một bó, hai bó. Bác nào lấy bó nào của em nhé. 100.000 một cân. Giá lan rừng bây giờ đang tăng nhẹ rồi đấy các bác ạ. Gần Tết tăng nhẹ hết rồi. Em chả tháo ra nữa. Dân một nhá. Bó này bao tiền? Bó này 9 lạng 90.000. Bó này 90.000.
Ok chị, cái chị lấy bó này đi. Chị lấy bó này cho đẹp này. Nhá, chị lấy bó 101 này, chị Lan Huy Hoàng. Cộng với 101 kim điểm. Cô chị nào Lan Huy Hoàng đấy. Bóc đấy 1 cân nhỉ. Đấy. Kim điệp xuân. Ok chị nhá. Bó này là bó 90.000. Bó này 90.000. Thứ ba nhà bó kệ. Giờ nó đang xuống lá hết rồi. Bó này 5 nạm 50.000. À, thế không phải anh. Thế chết rồi. Rượu à anh ơi, chuẩn bị có rượu ngô à rượu ngô với rượu mông pê nhá. Rượu mông pê em đang đặt rượu mông pê rồi nhá. Rượu mông pê 50.000 một lít nhá. Rượu ngô 45.000 một lít nhá. Rượu mông pê thì các bác uống thì thôi rồi luôn, em nói thật với bác. Thôi rồi. Thôi rồi là thế nào? Thôi rồi là uống nó rất là nặng. Trời ơi, em còn không uống được. Người Tây Bắc như em còn không uống được rượu thì người miền xuôi làm sao mà uống được rượu. Ok. Thảo Nguyên nhá. Thảo Nguyên ok. Bó lên 50k nhá. Bạn lấy thêm gì nữa không? Cho mẹ cho vợ một cái nha, thứ 7 có chồng Phật Ngọc. Để chị mỗi thứ 1kg không xem like được bằng. Ok hôm trước chị gửi cho em chưa? 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 Về Điện Biên mua lá cẩm. Người cùng Lan Phật Ngọc mới đi chợ có củ sâm đương quy. Chị ba củ sâm đương quy có là có người đặt em mà em đến khổ sâm đương quy đây. Ok Lưu An Đại nhá. Bó này thêm 30 tiền. Bây giờ những cái kim điệp này đang xuống lá hết rồi các bác ạ. Nó đang xuống lá giống như là ấy. Bó này 6 lạng 60.000. Là nó thôi rồi kinh quá. Không có hàng gì hàng rừng thì không có hàng gì đâu. Muốn cái hàng mà nó có hàng đặc biệt thì đều là phải nhập về. Và mình sẽ phải nhập về bán cho các bác. Bó này 60.000 nhá. Đấy. Bó này xem bao tiền. Sao hết rồi em hết nơi. Xem bó này bao tiền. Một bó 90.000, một bó 60.000 và một bó 40.000. Bó này 40.000. Đấy, ai lấy gì thì lấy. 60.000, 40.000. Ý Ngọc đây. Ôi dồi, cái này thì không à. Này. Rẻ quả, 1 cây, 2 cây. 3 cây. 3 cây rẻ quả, hơi bị đẹp đấy. Rẻ quả thằng sếp đấy. 3 cây rẻ quả. 2 cây trồn. 10.000 cho bác nào gộp đơn. 10k. Bác nào lấy thì lấy nhỉ. Anh Võ Đức Thịnh ơi, em gửi ba kích rừng cho anh rồi nhá. Em gửi ba kích rừng cho anh rồi. Thế nhưng mà vào đến anh ấy, một cân của anh ấy có khi nó chỉ còn khoảng tầm 8 lạng thôi. 8 lạng thôi nó hao lắm kinh khủng luôn. Trời ơi má ơi, buôn đi buôn kiểu này có mà lỗ vốn. Nó hao như kiểu ok nhá chị Lan Vi Hoàng ơi, 10k nhá. Đẹp lắm, nhìn chung là đẹp. Này bố này. Chui đấy làm gì? Cất đi nào. Đó, 10k này. Hết rồi, chị kia chị lấy rồi. Hết rồi, chị Lan Vi Hoàng lấy rồi. Còn kim điệp thôi. Bó này là bó Ý Ngọc này cũng xuống lá hết rồi. Bó này 1 cân, gần 1 cân mốt. Lấy 1 cân 130.000. Ý Ngọc, bó này 130. Thoải mái mà các bác vận chuyển. Những cái thân mà trắng trần trọt này này. Trắng trần trọt này này. Là thân tơ đấy. Đơn này 130.000. Hết hả? Kệ. 130, có gì ngon không em? Anh thích món gì anh ăn miến đi. Miến ngon lắm anh Tùng ơi. Hầu như là bây giờ nấm hương hôm trước em bán 280. Nhưng bây giờ em không thể bán 280 nữa. Giờ nấm hương em phải bán 300 đến 301. Vì giá bắt đầu lên rồi các bác ơi. Tết năm nay Tết sớm các bác nếu mà mua. Hết rồi anh người xưa rồi. Rẻ quạt bác đi lấy rồi. Hết rồi. Anh có lấy tóc tiên không? Tóc tiên 10.000. Bó này 10.000. 10.000 bác lấy không? Lấy không? 10k. Nghe đặt bán giá 10k nên đến bao giờ thì giàu nhỉ? Miến á, miến rau 65.000 một cân. Bún đủ loại, bún cẩm, bún ngô, bún gạo lứt này, bún đủ thứ cũng 65.000 một cân, đồng giá 65.000. Đấy, để cho một bó ít ngọc đó đi. Ok. Em ơi, bó này 130 nhá. Bó này 130 nhá. 130 nhá. Em có lấy không? Lấy thì ok, không đi. Bó này 130.000. Loại có bọc nhé. Loại có bọc á? Loại có bọc thì hơi đắt hơn ấy. Loại có bọc hình như phải 80.000 một đấy. Loại có bọc thì phải 80.000 một cân.
còn loại không bọc, ăn loại không bọc đi, ăn loại không bọc đi. Điện Biên thì như theo em biết tìm hiểu thị trường thì chỉ có hai nơi sản xuất miến thôi đấy, hai nơi thôi. Thế còn ở đâu nữa thì em không biết, em không đi tìm được, nhưng mà cái nơi sản xuất của em nơi đến thì hôm nay em cho các bác xem, nó tận trong rừng rú rồi, nó thu mua có ngọc thạch, có anh ơi, ngọc thạch 100.000 một cân đang xuống lá hết rồi, thoải mái, ok. Cái gì chúc thức thức tỉnh tâm, tỉnh tâm 130 nhá, 130k ý ngọc nhá. Rồi ok, có ngọc thạch không anh ơi? Ngọc thạch đây, ngọc thạch đây, ngọc thạch. Kim điệp có đẹp không em? Chị ơi, kim điệp hoa đẹp lắm, kim điệp hoa đẹp, hoa màu vàng ấy chị ạ, hoa vàng ươm ấy. Thầy ghê rồi, bác lấy bao nhiêu nào, em cân cho bác nào. Ngọc thạch bây giờ các bác mua được rồi, ngọc thạch thoải mái chuyển. 2kg miến có bọc cho sạch. À không, Đăng Dung ơi, cái miến đấy mình gửi bao giờ, mình có bao giờ mình để miến trần để gửi đâu, bao giờ mình phải cho vào túi bóng chứ, mình bọc túi bóng bên ngoài và gửi đi đấy, yên tâm không sợ đâu. Miến ngon lắm đấy nha, miến rong ngon lắm, ai cũng khen miến rong, thế nên lại bán miến rong. Đăng Dung 2kg miến, miến rong ngon lắm, ăn nó dai lắm. Về các bác nấu với măng, nấu với nấm hương, xào với măng dối, rất là nhiều thứ. Có hoa gì vậy anh ơi? Hiện tại giờ em chỉ có kim điệp thôi, kim điệp thôi, kim điệp và ngọc thạch. Đơn này một cân này, bác nào lấy một cân nhá, ngọc thạch nhá, ngọc thạch một cân 100.000. Hôm trước em chỉ bán là 85.000 một cân thôi, 80.000 một cân ngọc thạch, nhưng bây giờ ngọc thạch nó đang xuống lá hết rồi, bán cho 1kg ý ngọc, 1kg ngọc thạch. Anh ơi ý ngọc hết. À Vũ Minh ơi, chạy ra ngoài kia xem còn ý ngọc không. Ý ngọc còn. Ờ ý ngọc còn. Ok anh nha, cho em số điện thoại nha, anh hợp định 1kg ý ngọc, 1kg ngọc thạch. Cho em số điện thoại địa chỉ. Vũ Huyền, chị Vũ Huyền ơi, em bán 65.000 một cân ạ. Cân miến rong 65.000. Đi lấy đi, tình yêu, cho em số điện thoại nha. Thế còn kim điệp bó này này, bó này 90.000, bó này 90.000, bó này 50.000 và một bó 40.000, thế là hết. Hết kim điệp rồi, kim điệp tranh nhau các bác ơi, mọi lần là kim điệp tranh nhau. Sau này các bác không mua kim điệp nhiều người thích chơi mà, nhiều người thích chơi. Ngọc thạch bao giờ ra hoa? Sau Tết ra hoa, sau Tết tầm tháng 3 ra hoa. Bây giờ đang xuống lá rồi, chuẩn bị ra hoa hết rồi. Thân màu trắng trắng là thân tơ ấy, thân như thế này nhá, thân như thế này, cái này, cái này trắng trắng này, đó, trắng trắng này là thân tơ, đó, trắng trắng là thân tơ, nhá. Bác gì nhá, các bác ơi, tuyên bố thẳng nhá là các bác chia sẻ bài giúp em và không được bom hàng nhá, em bán hàng đừng bom hàng của em nhá, Quý Bắc nhá, kim điệp lấy bó, Nhật Nguyễn, có phải bác không nhỉ? Bác Nhật Nguyễn, 1kg ngọc hạt phải. Phải bác không? Ừ. Vừa bác lấy 1kg ngọc thạch được không? Bác hợp định 2kg miến, miến rau. Ok bác, anh muốn mua hàng thuần. Đây có hàng thuần. Ok bác nha, bó 50.000. Mình ơi hôm nay không đi lấy à? Miến em bảo rồi, cái mồm của em này, cái mồm của em bảo cái gì ngon các bác nhìn không? Nhá, mồm của em bảo cái gì ngon các bác yên tâm. Bác hợp định cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Đúng rồi, à thế đúng rồi, đây rồi anh ơi. Bác Nhật Nguyễn, đây rồi, 50k. Ok anh, cái này là 1 cân, cái này là 2 cân đúng không?